Алло. Добрый день. Добрый день. Ну что, будем прививку делать, да? Да. Делать прививку, да? À, có nghĩa là tiêm chủng đấy, Делать. tiêm chủng đấy. À, chúng ta sẽ có phát từ делать, à, так, так, делать đấy, делать прививку đấy, делать прививку đấy, hay là mình gọi là tiêm chủng đấy. À, nhưng mà tiếng Nga nó có một cái từ rất hay sử dụng, đó là từ vaccination đấy, vaccine. Vaccination. Natsia, vaccination, đấy, vaccination, vaccination, vaccine, 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 vaccination, đấy, à đó, nghĩa là gì? Là tiêm vaccine đấy, tiêm vaccine thì là À, chuẩn nó là bị, tiêm vaccine luôn ạ. tiêm vaccine đấy, vaccine, vaccination đấy. À, thế mà chúng ta ở đây có cái trang Bесплатная vaccination là gì? Là tiêm chủng là gì? À, miễn phí đấy, tiêm chủng miễn phí. Thế vậy thì chúng ta sẽ xem ở trong này nó có đầy đủ những thông tin mà chúng ta cần đấy. Ở đây chúng ta có gì nào? Chúng ta sẽ tham khảo những cái thông tin ở đây đấy, thông tin ở đây, và từ đó chúng ta sẽ rút ra những cái thông tin mà chúng ta cần thiết đấy. Massavaya đấy, Massavaya bisplatnaya vaccinacia at COVID-19 đấy. Đó là gì? Massavaya là gì? Là khi mà một cái sự kiện gì đó mà nó có tính chất gọi là cho toàn dân ý, đấy, toàn dân, có tính chất phổ biến thì gọi là massavaya, bởi vì nó xuất phát từ cái từ massa. Massa là quần chúng đấy. Đó. Vậy thì là gì? Massavaya bisplatnaya vaccinacia có nghĩa là gì? Tiêm chủng miễn phí cho toàn dân đấy, tiêm chủng miễn phí toàn dân. Đó. Bisplat này là miễn Bisplat. phí à? Bisplat này là miễn phí À, đấy. bisplat Bisplat không trả này là phí. miễn phí, là không trả phí đấy. Vaccinacia là tiêm chủng. Tiêm chủng để chống cái bệnh gì thì người ta nói là archival đấy, at COVID-19 đấy. Thế còn cái từ idiot là đang diễn ra đấy, idiot mask là đang diễn ra đấy. Đó, thì bây giờ người ta sử dụng cái động từ privitsa. Privitsa đấy. Privitsa là gì? Là được tiêm chủng đấy. Ai có thể được tiêm chủng? Thì dùng cái từ privit. Privit thì lại có nghĩa là vốn nghĩa của nó là gì nào? Ví dụ như là chúng ta chiết cành chiết cây đấy. Lấy một cái mầm cây của cái cây này là ghép sang một cây khác gọi là privit đấy. Privit. Đó, gọi là mình gọi là chiết cành, ghép cành đấy. Đó. Thế còn cái từ privitsa ở đây có nghĩa là gì nào? Là được tiêm chủng. Tức là gì? Người ta đưa vào trong cơ thể mình một cái con vi khuẩn đấy, cái con vi khuẩn của COVID này đấy, vi khuẩn hay vi trùng chẳng biết đấy. Đại khái là như vậy. Nói chung là một cái mầm của con COVID này. Nhưng cái mầm này nó đã bị làm tê liệt đi rồi. Tức là nó có nhưng mà nó không thể hoạt động được đấy. Đó. Đưa vào để làm gì? Cơ thể của mình nó sẽ tạo ra một cái phản ứng, tức là tạo cho cơ thể nó học chống lại cái loại vi khuẩn này đấy. Đó. Thì đây nó gọi là privit sa đấy. Thế thì như vậy là đó là cái từ đầu tiên chúng ta cần phải nhớ, đó là gì nào? Privit sa đấy. Кто может привиться? Москва постоянно расширяет список категорий людей. Москва thường xuyên mở rộng đấy, mở rộng cái danh sách của category là những loại người đấy, những loại người tức là gì? Которые могут записаться на прививку. Đấy, đó. Chính cái từ прививка. Прививка. Đó là cái xuất phát từ cái từ прививка này đó, từ động từ này. Прививку là gì? Để tiêm chủng đấy. Прививка là tiêm chủng, và записаться на прививку là gì? Là có nghĩa là ghi tên để được tiêm chủng. Записаться là ghi tên đấy. Vậy thì chúng ta sẽ có câu là gì nào? Tôi muốn ghi tên để tiêm chủng. Bây giờ con các em gọi điện để muốn nói là để tiêm chủng thì chúng ta sẽ nói như nào? Là я хочу записаться на вакцинацию đấy. Là gì? Là chúng ta sẽ nói là я хочу записаться đấy. Записаться на прививку đấy. Прививку đấy. На прививку đấy. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể nói gì? Я хочу записаться на вакцинацию от COVID đấy, от COVID đấy. 19 đấy, от COVID-19 đấy. Đấy. Đó chúng ta sẽ nói я хочу записаться на вакцинацию đấy, от COVID-19 đấy. Đó. Hoặc là chúng ta có thể nói gì? Là я хочу записаться на прививку, đấy. Я хочу
za pisat se na prививku, prививku, protiv, ne? Protiv COVID, protiv COVID, ne? Đó. Thì đây là gì chúng ta nói là protiv, ne? Protiv. Thế còn nếu là vaccination thì là archivo, ne? Archivo, ne? Đó. À, đây là hai cái cách nói. À, đây là đối với những bạn mà chưa đăng ký đấy, chưa đăng ký thì có thể là đăng ký đấy. À, tí nữa chúng ta sẽ xem ai có thể đăng ký được đấy. À, các bạn mà đang là học sinh thì có thể đăng ký được đấy. À, đó. À, сейчас могут сделать. Сейчас это могут сделать. À, bây giờ xem những ai có thể là làm được việc đó đấy. Москвичи старше 60 лет đấy. À, những người ẩm người dân Moscow tuổi hơn 60 đấy. Они относятся к самой большой группе риска, тяжело всего переносят COVID-19. Thì câu này thì có thể đối với em chẳng hạn, bây giờ các em chưa cần phải biết đến đấy. Nhưng mà chúng ta cần biết là gì nào? Они относятся, họ thuộc vào nhóm đấy, thuộc vào nhóm là к группе, к большой группе риска đấy. À, cái nhóm gì là nhóm gì? Nhóm nguy hiểm đấy, cái nhóm mạo hiểm đấy, thuộc vào cái nhóm mạo hiểm. Đó, bởi vì sao họ là có thể dễ bị ốm và dễ bị ốm nặng đấy. Đó. Ừ. À, những người nào люди хроническими заболеваниями, những người có cái bệnh mãn tính đấy, bệnh mãn tính. При которых необходимо соблюдать домашний режим. Những người bị bệnh mãn tính, хроническими заболеваниями đấy là bệnh mãn tính. Mà khi bị bệnh đó thì cần phải có một cái chế độ theo dõi ở nhà đấy. Đó. Student cái pre này nghĩa là gì vậy? Em hỏi chút đó. Cái gì? Pre á? Pre này á? Pre này, pre который là trong mà ở trong đó là thời điểm pre, ví dụ pre заболевание là khi bị bệnh. Đó. Pre поездки là trong cuộc đi đấy, trong cuộc đi tham quan đấy. Pre excursion là trong cuộc đi tham quan đấy. À, đằng sau là cách đằng sau thì nó là ở đây là precatore là cách 6 đấy. À, pre cách 6 đấy. À, precatore đấy. Giấy từ pre ở cách 6 đấy. À, pre à, thông thường là gì? Pre таком возрасте là trong ở cái tuổi đó đấy, ở trong cái lứa tuổi đó. Pre таком возрасте đấy. Đó. Pre таком возрасте. Đó. Pre беседе là trong cuộc nói chuyện đấy. À, nên giấy từ pre này thì nó thông thường nó nói là trong một cái quá trình đấy. Trong quá trình. Thế còn vật biết triển đề là ở trong cuộc nói chuyện. Đấy. Thế nó chỉ nói là ở trong cái cuộc nói chuyện đó thôi chứ không nhấn mạnh về quá trình. Nhưng pre này nó nhấn mạnh quá trình. Precator là ở trong khi mà bị cái bệnh này. Trong suốt quá trình bị cái bệnh này đấy. À, đó, tiếp theo nữa mục 3 là gì? Những ai có thể là được tiêm nào? Đó là các sinh viên của các college đấy, của các trường trung học và các trường đại học đấy mà đã hơn 18 tuổi đấy. Đó thì khi đi tiêm thì bạn phải nói là gì, là với учитесь, khi đi tiêm thì chúng ta phải nói là gì, yêu chủ đấy, и в какой сфере работаете đấy, или в какой сфере работаете, hoặc là ở trong cái khi đi làm ở lĩnh vực nào đấy. Đó, vậy thì chúng ta sẽ nói là gì, yêu chủ в университете, hoặc là в институте đấy, специально какая đấy, cần phải nói rõ là gì. Người ta có thể hỏi là какая специальность đấy, là cái nghề chính là gì đấy, nghề chính là gì đấy. Ví dụ như của em chẳng hạn là программирование đấy. Đó. Я учусь в университете, hoặc là в институте, и моя специальность là gì? Là программирование. Đấy. Đó. Em nói sao? Có phải là cái câu cuối thầy nói là lập trình không ạ? À, đúng là программирование đấy. Đấy. Em buồn cười. À, sao buồn cười? Sao buồn cười? Không, tại vì em học vẫn có biết chữ gì lập trình với đâu tự nhiên. Thế thì em học về cái gì? À, em học về cái gì? Cũng là lập trình gì đấy? Toán. À, học toán à? À, đấy. À, đấy. À, thế khá là sâu. Thế thì em nói là gì? À, у меня, да, специальность математика, да. À, đấy. У меня специальность математика, да. Đó, thì khá là như vậy đấy. Đó. À, ta khá là sâu. À, thế thì quan trọng đấy là gì? Là chúng ta nói cái ngành của chúng ta thôi đấy. À, toán hay lập trình đối với họ thì nó cũng như nhau, nó không quan trọng đấy. Đối với họ là họ gì? Họ quan trọng là gì? Khi mà những người mà làm trong những ngành nghiên cứu về sinh vật, sinh học ấy đấy, thì họ sẽ để ý hơn một chút đấy. Đó. Đó. À, также могут также сделать прививку могут люди, которые работают в этих сферах и организациях. Đây là những cái người mà làm việc ở trong những lĩnh vực này cũng có thể là sẽ được tiêm chủng đấy, tiêm chủng. Đấy. À, tác gồm là услуги, vân vân. À, đây người ta cũng nhấn mạnh này. Là trong buôn bán đấy, và trong cái ngành là gì, услуги là gì, là những cái ngành dịch vụ đấy. Buôn bán và dịch vụ đó, thế vân vân. Ở đây thì những cái này chúng ta có thể xem qua thôi, chứ còn thực chất nó không quan trọng lắm đấy. Đây là những ngành nghề, những người làm trong cái ngành nghề này có thể là sẽ được tiêm chủng đấy.
Nói chung là nó rất rộng, và cái danh sách này thì người ta còn thường xuyên là người ta sẽ mở rộng ra đấy. Đó, thế ví dụ như ở đây chẳng hạn người ta nói đây là cái gì nào, vui pri kreplenny đấy, kreplenny Moscow poliklinik đấy, bạn là nằm trong danh sách là gì, danh sách quản lý của phòng khám đa khoa của Moscow đấy. Ví dụ như là chúng ta ở một cái vùng nào đó thì thông thường là chúng ta đi khám thì sẽ đến cái phòng khám đa khoa đó đấy, phòng khám đa khoa đó. Thế và đến đó thì người ta giữ cái sổ khám bệnh của ta đấy. Muốn đi khám thì chúng ta phải đến đấy này, xong thì nói tên này, nói tên nói họ thì người ta sẽ đưa cái sổ khám bệnh cho mình đấy. Thế đi khám xong rồi thì xuống đấy, xuống cái tầng 1 đó ấy, có cái chỗ cái người người ta quản lý đó, chúng ta lại giả cái quyển quyển đó cho họ đấy. Tức là người ta giữ quyển sổ khám bệnh của mình chứ không phải như ở Việt Nam là cứ mỗi lần đi khám lại mua một quyển sổ mới đó đấy. Cái người dân Nga người ta có cái quyển sổ khám từ khi người ta đẻ ra cho đến khi người ta mất đi đấy. Quyển sổ nó có thể nó dày, rất là dày đấy. Nếu mà thiếu trang người ta lại đóng thêm vào đấy. Toàn bộ cái tiểu sử bệnh tật của người ta nó nằm ở trong cái quyển sổ đó. Cái quyển sổ đó thì người ta được lưu trữ ở ở cái bệnh viện Paliklinika, cả tức là phòng khám đa khoa của họ đấy. Đó. Thế thì mỗi lần đi khám thì là người ta đến lấy cái quyển đó và người ta đem đi khám. Khám ở đâu thì khám, người ta đem quyển đi. Thế nên khi khám xong hết rồi người ta lại giả quyển vào đó đấy. Đó, đại khái là như vậy. Và khá hoặc là nếu mà như không có, nếu mà bạn mà không pre-clip liền này, Moscow Polyclinic thì lúc đó bạn có thể gọi điện theo cái số này đấy. Đó. Thế vậy em thấy đây là gì nào? Như em chẳng hạn thì em có sổ khám bệnh hay là đăng ký khám bệnh ở phòng khám nào không? Em có, nhưng mà khám theo cái bảo hiểm thì chắc là có một cái có sổ, nhưng mà chỗ chắc là không mang cần mang đi đâu á, Đó thì cái đấy thì là thầy giáo không biết tại đấy. vì mình là người Cái nước đấy mà mình là người nước ngoài á. có thể là như vậy đấy, có thể như vậy. nhưng mà Thế nhưng nhưng mà mà đây là khi đi ở khám Nga nó thì có, khi đi khám thì Nga nó có một cái bảo hiểm người ta thì cho chắc là nước certificate đấy, cho certificate ngoài. đó. Tại khá rất ở đây người ta có thể là gì nào, nếu mà sống ở ở Nga đấy thì người ta sẽ mình có thể là gì, đấy, chúng ta có thể là tạo một cái văn phòng riêng cho mình đấy ở trên cái trang nào đó của Nga đấy. Cái này chắc là trên cái trang nào đó của Nga đấy. Đây là phải là đây là của gì nào, đây là do là mình ở nước ngoài đấy, mình nước ngoài cho nên là người ta không cho mình đăng nhập vào đấy. Mình phải ở Nga cơ, nó nhìn thấy cái IP ở Nga thì nó sẽ cho mình đăng nhập vào đấy đấy đó. Đấy. Cho nên là ví dụ em ở ở ở Moscow chẳng hạn, em có thể đăng nhập vào và tạo cho mình một cái cabinet riêng đấy, личный кабинет là phòng văn phòng riêng của mình đấy, ở trong đó thì tất cả mọi cái thông tin về mình là lưu trữ ở đó đấy. Đó. Tà khá như vậy là gì, nếu mà mình không có cái phòng khám đa khoa thì lúc đó là mình sẽ đăng ký đấy, đăng ký theo cái điện thoại này đấy, đăng ký theo điện thoại này. Đó, thử mở xem nó là cái gì đấy. Đó. Đấy như vậy là gì? Địa chỉ rồi ngày làm việc đấy của các đơn vị tiêm này. Đó. Thì đây đây là đây người ta sẽ hỏi là bạn có khám ở thuộc danh sách của phòng khám nào không? Có hoặc là không. Đấy. Đó. Đây là nếu mà làm đi khám bệnh mà không đi 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 tiêm chủng mà không cần ghi trước này, không cần ghi trước thì bấm vào đây. Đấy. Thế còn không có thì đây chắc là phải chọn này, chọn vùng này, đấy. Chọn vùng mà mình ở. Đó. Thì đây là đối với những người mà mình muốn tự đăng ký đấy, tự đăng ký. Nhưng cái này thì chắc là khi các bạn mà không biết tiếng thì các bạn đăng ký phải nhờ người đăng ký cho. Thế còn thì đây là gì? Đây người ta giới thiệu về cái vaccine nó làm việc như thế nào đấy, vaccine làm việc như thế nào. Thì ở đây chúng ta chỉ cần nắm được là gì nào, cái vaccine này preparat là gì, là vaccine đấy, là thuốc này đấy. Is the component sẽ có hai thành phần đấy, nó có hai thành phần đỏ và xanh này, không biết cái đỏ trước hay xanh nó tiêm trước đấy. Поэтому вакцинация проводится двукратно. Đấy. Двукратно này có nghĩa là gì? Là cái việc tiêm chủng này sẽ tiến hành hai lần. Đấy. Проводится двукратно là sẽ tiến hành hai lần. Это дает надежный иммунный ответ. Đấy. Và cái điều đó nó làm cho cơ thể tạo nên một cái phản phản ứng rất tốt. Đấy. Phản ứng bảo vệ rất tốt đối với cái loại thuốc này. Đối với cái loại loại virus này đấy. Đó. Nếu muốn tìm hiểu hơn thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Вы можете сделать прививку против COVID-19, если. Đấy. Các bạn có thể là sẽ được tiêm chủng nếu như bạn ngoài 60 tuổi đấy. Không quan trọng, cứ ngoài 60 tuổi là được, còn không không đòi hỏi bất cứ một cái điều kiện gì thêm đấy. Và họ là gì, bạn phải không có gì những cái bệnh mãn tính đấy, những cái bệnh mãn tính hiện nay là bạn không có những bệnh mãn tính mà đang
đang ở trong cái thời kỳ là nó đang hoạt động đấy đó. Và gì Vigny Barlely Orvi đấy, Orvi Orvi là gì, là những cái bệnh mà nó gọi là, đây thầy giáo cha luôn cho em đây, những cái bệnh là ostra đó, respirator này, virus này, infection đấy. Infection là gì, nhiễm trùng, virus này là nhiễm trùng virus đấy, nhiễm trùng virus, respirator này là đường hô hấp đấy, và ostra là cấp. Bạn hiện nay đang không bị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp đấy đó. Nhiễm trùng đường hô hấp cấp thì có thể là nhiều những cái bệnh, ví dụ như là đa phần nó thuộc về bệnh phổi đó. Bệnh phổi nhiều hơn đấy đó. Đây là virus này nhiễm mà nhi đấy, viêm phổi cấp chẳng hạn đấy đó. Ví dụ đa phần là như thế thôi đấy. Thế còn những cái khác thì người ta không tính đấy đó. Nếu như bạn không bị là ORV ở trong trong 2 cái tuần cuối cùng đấy, trong 2 tuần cuối cùng. Đấy. Và hiện nay trong quá trình mà tiêm là bạn đang không bị ốm, không bị ốm những cái bệnh đó đấy. Đó phải phải chắc chắn là như thế đấy. Vigny này là bạn không có chửa này, và đang không cho trẻ em bú này đấy. Đối với phụ nữ đấy, không có chửa và đang không cho trẻ em bú đấy. Đấy. Và tiếp theo là gì đấy? Tiếp theo là bạn đã đủ 18 tuổi đấy. Và bạn là sinh viên của một trường đại học hoặc là trường college, là trường trung học đấy, hoặc là bạn là nhân viên đấy, cán bộ của những cái cơ sở này đấy, của những cái cơ sở này, và bạn không tham gia vào cái gì đấy, bạn không tham gia vào cái việc là nghiên cứu đấy, nghiên cứu vaccine đấy, nghiên cứu vaccine, bởi vì có những người tự nguyện nghiên cứu, tham gia nghiên cứu vaccine mà đấy, tự tự nguyện làm thỏ đấy, làm con thỏ đấy, để người ta tiêm vaccine, người ta thử nghiệm đấy đấy, có những người như thế thì bạn không phải thuộc vào những dạng đó đấy. Và trong suốt 30 ngày qua cuối cùng là bạn không làm bất cứ một cái tiêm chủng nào đấy, Vaccine nào? tiêm chủng nào khác đấy, như là preview, là không làm một cái tiêm chủng nào khác trong 30 ngày cuối đấy. Đó, thế thì khi người ta tiêm như thế nào, đây là tiêm như thế nào, khi đi tiêm thì cần phải lưu ý là gì, đấy nhé. Previp COVID là tiêm chủng vaccine chống COVID-19 là phải 2 lần. Chỉ cần đăng ký vào lần 1 thôi. Thế còn lần thứ 2 thì nó sẽ tự động đấy. Lần thứ 2 tự động. Đó. Và để các bạn không quên về cái việc phải tiêm chủng lần thứ 2 thì trước đó một ngày người ta sẽ gửi cái tin nhắn cho bạn đấy, để nhắc bạn nhớ đấy. Trong đó ngày tháng này, thời gian này, và cái bệnh viện này mà bạn cần phải đến này để tiêm đấy. Đó. Thế gì? На вакцинацию потребуется не менее час свободного времени. Để đi tiêm thì cần phải ít nhất phải có 1 tiếng thời gian rỗi đấy. 10 phút đầu thì bác sĩ sẽ thăm khám. Thăm khám thì người ta có thể hỏi đấy. Người ta có thể hỏi là gì? Вы не болеете ОРВИ? ОРВИ, chúng ta biết từ ОРВИ đấy. ОРВИ lúc nãy đấy. Вы не болеете ОРВИ? Trả lời нет, không đấy. Вы не делали прививку в течение последних 30 дней? Bạn có tiêm chủng trong 30 ngày cuối cùng không? Đấy. Вы не болеете ничем? Bạn không bị ốm cái gì chứ? Đấy. У вас нет температуры? Vân vân, những cái đấy tí nữa thì đã viết cho nhé. Đó. Thì như vậy là cần 10 phút để bác sĩ sẽ hỏi hỏi những cái gì tí nữa thì chúng ta sẽ viết này. Sau đó thì còn chúng ta cần 15 phút để làm gì? Là để bác sĩ chuẩn bị thuốc này, đấy. Đó. Vaccination хранится в замороженном виде. Do là cái vaccine này nó được bảo quản ở trong cái chế độ là đông lạnh. Preparat procedure. Cho nên là cái thuốc này sẽ được là gì? Được làm ấm lại đấy, làm ấm lại, tức là giải đông đấy, giải đông trước trước khi mà tổ chức tiêm đấy. 30 phút sau khi tiêm là gì? Sau khi tiêm thì chúng ta phải ở đó 30 phút để người ta theo dõi xem có hiện tượng gì không đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ được nhận là certificate đấy, xác nhận rồi. Đó, certificate. Chắc là đây sẽ là hình ảnh của nó đấy. Không có đấy, nó chỉ giới thiệu thôi đấy. Tờ giấy À có một cái cái tờ cái giấy chứng 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 nhận, nhận giấy chứng nhận đấy, à. certificate là giấy chứng nhận đấy. Đấy, giấy chứng nhận đấy. Đấy, như vậy là người ta sẽ cấp cái giấy chứng nhận cho mình là mình đã tiêm rồi đấy. Đó. Этот документ подтверждает, что вы прошли вакцинацию против COVID. Đấy. Cái giấy chứng nhận đó đã nó khẳng định rằng là bạn đã được tiêm. Rushly qua quá À. buồn.
Em nói sao? Presley Quamon. Presley đấy. Presley. Vaccine nào xíu đấy. Так, на вакцинацию возьмите паспорт или полис, и полис ОМС đấy. À, khi đi tiêm thì bạn cần phải đem gì hộ chiếu này và police OMC đấy. При наличии не важно выдан он в Москве или в другом регионе. Cái này là gì? При наличии tức là khi mà có thì không quan trọng là cái police police này chắc là cái police là bảo hiểm y tế đúng không đấy? Nó được cấp ở đâu đấy? Прикреплены ли вы к медицинской организации Москвы или нет? Không quan trọng là anh có đăng ký khám bệnh ở đăng ký khám ở Moscow hay là ở đâu đấy. Đó. Документы cần phải đem giấy tờ này, подтверждающие факт занятости или учебы в отрасли или учреждении, например, справка с места работы. Ví dụ như là giấy xác nhận từ từ nơi làm việc này hoặc là thẻ sinh viên này đấy. Например, не требуется. Документы, những cái giấy tờ mà để xác nhận rằng là xác nhận việc làm này, học tập này, vân vân này khác thì không đòi hỏi đấy, không đòi hỏi, không cần phải có. Đấy, không cần phải có giấy giấy xác nhận từ nơi làm việc cũng như là không cần phải đem studentski bilet đấy. Достаточно сказать, в какой отрасли или учреждении вы работаете, или учитесь, đấy. Chỉ cần đơn giản là nói bằng lời thôi đấy, là bạn làm việc ở đâu hoặc là bạn học ở đâu, thế thôi đấy. Tức là họ làm gì? Họ rất đơn giản hóa cái việc này đấy, không quan trọng hóa cái việc là giấy tờ vân vân này khác đấy, đúng không? Đấy. À, chỉ cần nói rằng là bạn học ở đâu thôi là người ta sẽ tiêm cho bạn đấy. À, đấy, chúng ta thấy là cái gì? Cái gọi là cái mình gọi là gì nhỉ? Hay tính nhân văn đấy của cái chế độ Nga ở trong cái việc phòng chống vaccine này đấy. Không cần quan trọng là anh là ai đấy, chỉ cần anh nói là anh học ở đâu hay là anh làm gì thế thôi, bằng lời thôi, người ta cũng không cần kiểm tra là người ta sẽ tiêm cho bạn đấy. Đó. Tính nhân văn. Cái tính nhân văn rất cao đấy. Đó. Chứ không không như là ở các nước khác là gì? Là còn phải biết nó ở đâu để còn thu tiền đấy. Đó. Thu tiền là chuyện một chuyện, nhưng mà ngoài ra còn còn đòi hỏi đầy đủ mọi loại giấy tờ linh tinh khác nữa đấy. Đó. Đi đâu cứ Vâng, thích thích cũng xem một giấy tờ phần của người là ta. người ta khác. Tạc, bây giờ chúng ta xem là gì nào? Chúng ta sẽ xem là các получить бесплатно này. Thế có nghĩa làm sao để có thể nhận được là tiêm miễn phí này. Tiêm miễn phí thì cái này là như của em chắc trường tổ chức đúng không đấy? Em trường em có tổ chức nhưng mà đến trường nó chỉ có một vài ngày thôi, nên em đến cái quảng trường đỏ để tiêm gum ấy ạ, À, vào nên gum các tiêm bạn à? không đăng À, ký. nên là các bạn hay bảo nhau đến đấy đúng không? Vào gum tiêm đấy, Vâng. khá là sợ. Tức là mình tự đến đấy Em luôn, tức là mình không cần phải đăng ký trước đúng không đấy? không À, cứ đến đấy là hình xếp hàng và tiêm thôi đấy. Đã, tôi rất serious này. Đã, khá show. Thế như vậy là gì nào? Là em có thể đi và sau đó kể lại giáo xem nó là cái gì nhé. Đấy. Đã, khá show. Thế vậy thì ở đó cho người ta đến có thứ thể hỏi bảy chúng tuần ta cái gì? sau, Người hàng ta có tuần thể hỏi chúng ta này. cái gì? Đấy. Hỏi cái gì? Virabot thì đầu tiên người ta hỏi là gì? Vasa email familia đấy. Vasa đấy. Có thể là gì? Vasa Vasa familia đấy. Familia y email đấy. Vasa familia email đấy. Đấy. Đó là tên tên tuổi của bạn là gì đấy? Vozrast đấy. Vozrast. Vozrast là tuổi bao nhiêu đấy? Hoặc là data, hoặc là người ta có thể không hỏi là vozrast, người ta hỏi là data rождения đấy. Rождения. Data rождения. Đó. Thế không? Người ta sẽ hỏi là вы работаете đấy. Работаете или учитесь đấy. Учитесь. Đấy. Bạn học hay làm việc đấy. Где вы учитесь đấy. Где где вы учитесь đấy. Где вы учитесь đấy. Bạn học ở đâu đấy. Где вы учитесь đó. Bạn học ở đâu. Ta где вы учитесь đó. Chúng ta sẽ nói cái trường người ta học thôi đấy. Đó. Thế sau đó là gì. Bao giờ người ta hỏi là в последние тридцать дней đấy. Тридцати дней. Тридцать дней. Тридцать дней. Вы не болеете, да? Болеете. Не болели. Не болели. ОРВИ. Да? ОРВИ. Thế Cái là ОРВИ thành này là rất quan trọng, bởi vì sao? Nó là cái bệnh gì? Bệnh bệnh truyền nhiễm cấp đấy. Gọi là bệnh truyền nhiễm cấp đấy.
Последние 36 дней вы не болели ОРВИ, да? Hoặc là Ừ, người ta thế có ơi, thể hỏi là em quên cách, dạ, em quên cách nói cái ngày sinh. ngày sinh nhé, cứ nói ngày Đúng, sinh nhé, em nói ngày sinh ví nhé. dụ như là em sinh ngày Data hai рождения, да? 25 Data рождения thì mình sẽ nói gì? Data рождения thì mình sẽ nói gì? 25 đấy, tháng февраля đấy, 3. марта đấy, марта đấy, Марта. марта đấy, 25 Năm đấy. thì là Thì chúng ta nói gì? 1996. Tư đấy, vượt đấy. Thì mình có thể mình cứ nói bình thường thôi. Nói bình Mình thường không cần phải nói thì cái hai đấy, không cần phải nói cái hai luôn đấy. đúng Mình chỉ cần nói là gì? Devasat piatte đấy. Devasat piatte là gì? Mình phải nói là gì? Devasat đợt cái piatte này em đấy. Devasat piatte đấy. Marta. Devasat piatte marta đấy. Đó. Thế còn 1996 thì chúng ta sẽ nói như là nào? Tư sẽ cha dễ viết sốt, dễ viết sốt đấy, dễ viết sốt, tạc dễ viết sốt, tư sẽ cha dễ viết sốt đấy, dễ viết sốt đấy, dễ viết noster 90 là gì? Dễ viết noster đấy, dễ viết noster, dễ viết noster, 6 tuổi rồi đấy, 6 tuổi, 6 tuổi rồi thế thôi đấy, em có thể nói như vậy đấy. Em có thể nói như vậy đấy. Thế còn nếu mà em muốn nói nó là ở đúng đúng ý, thì nó sẽ nói Marta Shistova đấy. Shistova đấy. Shistova đấy. Đấy. Đó. Thế còn không có thì em cứ nói Shistova cũng được đấy. Cũng được không sao cả. Bởi vì sao chúng ta dường như chúng ta nói thành một cái câu khác mà. Thành một cái câu khác thì người ta chỉ cần năm thôi. Chúng ta chỉ nói cho người ta biết năm của mình thôi đấy. Tư sơ chi viết xuất viết nó sơ chi tôi gột đấy. The Vasat Peter Marta. Chúng ta nói như vậy cũng được đấy. The viết The Vasat Peter Marta. Nói để cho người ta viết đấy. Nói để cho người ta viết thì chúng ta nói là gì? Nói cách một thôi. The Vasat Peter Marta. Tư sơ chi viết xuất viết nó sơ chi tôi gột đấy. Đó. Nói là lượt từng số từ một đấy. Đó. Không cần cái mối liên hệ các cách nữa đấy. Đó. Chúng ta có thể nói. Đấy. Nói đơn giản như vậy đấy. Tí sẽ cho divit sốt divit nostar sẽ tối gột đấy. Tí sẽ cho divit sốt divit nostar sẽ tối gột. Chúng ta cứ nói bình tĩnh đấy. Dvasat pet tơ em Marta đấy. Người ta hỏi data rождения nhé. Data rождения nhé. Dvasat pet tơ em Marta. Tí sẽ cho divit sốt divit nostar sẽ tối gột đấy. Đó. Вы работаете или учитесь? Я учусь đấy. Đấy. Я. Đây chúng ta sẽ nói gì nào? Я учусь đấy. Đó. Đó là gì? Где вы учитесь? Bạn học ở đâu? Bạn học ở đâu? Nói institute đấy. Institute của tên của em là gì đấy? Высшая школа Economics ở đấy. экономики. Высшая школа экономики, да? Вы шая школа, школа экономики, да? Экономики, да? Высшая школа экономики, да? Экономики, да? Экономики, да? Экономики. Высшая школа экономики, да? Высшая школа экономики. Có mang tên gì không? Hay nói mang tên gì đó đấy. Còn không Không, có ở tên trước gì. nó là cái trường nghiên cứu quốc gia Để. Хорошо. là cái gì Высшая студент экономики. Thì xưa được rồi chứ, thôi đấy. Так, ну понятно. Высшая школа экономики, да? Đó. Thế thôi, đấy. Đó, thế là gì? Người ta hỏi последние 36 дней вы не болели ОРВИ? ОРВИ, да? Вы не болели ОРВИ, да? Trả lời sao? Нет. Нет. Trả lời thế nhé. Вы сейчас не болеете? Вы сейчас не болеете? Сейчас вы не болеете, да? Нет. Trả lời sao? Нет. Đây là gì? Я нет. Нет. Я здоров, да? Здорово. Я здорово, да? Là gì? Tôi khỏe Здорово. mạnh, да? Hoàn toàn khỏe mạнь, да? Здорово, я здорово, да? Да? У вас нету температуры, случайно, да? У вас есть температура, температура. Bạn hiện nay là đang có nhiệt độ không, đấy? Bạn có bị sốt không? У вас есть температура? Нет. Нет. Да? Нет. Trả lời нет, да? Thế thôi. Thế xong là gì? Вы не делали прививки. Вы не делали какие-нибудь
kaki nyibut đấy, kaki nyibut, nyibut, privipki, вы не делали какие-нибудь прививки в последние 30 дней, да? Дней. Последние 30 дней. В последние 30 дней. В последние 30 дней, да? Да. Лази. Ла. Em có làm последние 30 và xét như 30 có nhưng chắc là chắc là em chắc là mấy tháng trước rồi không đến nỗi mà 30 ngày hả chắc em có nhưng mà tiêm vaccine chính chống cúm chắc là một hai hai tháng rồi không đến nỗi à thế thì em nói là gì à yes делали да yes делали à yes делала à прививку против против гриппа да гриппа а два месяца да два месяца назад, да? À, два месяца назад là tôi có tiêm vaccine chống cúm hai tháng trước đây, đấy, đấy, hai tháng trước đây. Em có nhớ ngày nào không? À, em có sổ mà chắc tí về em xem. À, đấy. И тогда все тут написано. Cho xem sổ đấy. Все тут написано, đấy. Все тут написано, đấy. À, все тут написано. Cái gì? À, показать. Показать книжку, да? Книжку. Показать книжку. Да? Показать книжку. Сок, я называю книжка, да? Книжка, да? Книга. Книжка, да? Книжка. Книжка, да? Показать им книжку. Да? Да. Что тут написано? Да? Дайте вам всем слово, да? Вот тут написано, да? Вот тут все написано, да? Ну вот, это все, да? Так. И с этого они сэ, тем же мин, да? À, sau đó người ta bảo подождите минут 30 đấy. À, после после gì? После прививки, прививки вам надо ждать 30 минут, да? Минут, да? Надо ждать 30 минут, да? Да? Да. Sau khi đợi 30 phút thì mình nếu mà không có hiện tượng gì thì mình có thể về đấy. Không thấy trong người cảm thấy khó chịu hay là gì đó thì mình có thể về đấy. Nó vô biết chưa đấy thế thôi không có muốn hỏi gì nữa không nào không ạ không đấy chắc là thế à, có sau đó lắm. Thì bạn em đi tiêm nhiều người đi tiêm lắm nhưng mà sau thì chúng nó chắc trong thời gian đợi 30 phút là người ta phát cho một cái kem để ngồi đợi chúng là cũng đáng yêu à, phát cho một cái kem để ăn à ăn kem miễn phí à? Vâng. Ăn kem cho đỡ buồn đúng không? Đấy. Ăn kem cho đỡ buồn có thể là tại vì nhiều người họ không đợi ạ, em nghĩ thế. Họ đi luôn nên là rồi họ phát cho kem để bắt buộc phải ngồi ăn. Да. Ну понятно. Тоже интересно. Vâng. Em thấy em hỏi mấy đứa bạn em người Nga chúng nó chắc nó chịu đi tiêm. Да. Không tiêm. À đúng rồi, người Nga người ta không muốn đi tiêm mà người ta nghĩ rằng người ta không bị mắc bệnh cho nên người ta không đi tiêm này. Đấy. Nó quá nhạt nè. À vaccine của Nga là tốt đấy, rất là tốt. Thậm chí là có cái vaccine thứ hai nó bảo là tuyệt đối đến 98%, cái vaccine thứ hai còn đến 100% cơ. Đấy, hiệu quả 100%. Cơ. Đó, thế là rất tốt đó. Có điều kiện như thế thì không làm đấy. Chỉ mong là chủng mới nó chưa biến đổi thôi. Ở Việt Nam này bây giờ người ta tự nghiên cứu vaccine Việt Nam và người ta sẽ tiêm vaccine Việt Nam thì vậy thì bây giờ cái tâm lý của người dân là người ta có tin tưởng cái vaccine nó không, nếu người ta không tin tưởng người ta không tiêm. Đó. Còn người ta tin tưởng thì người ta tiêm. Em có một số bạn Trung Quốc thì chúng nó cũng không chịu tiêm vaccine của Nga, đợi đại sứ quán cho vaccine của nước nó thì nó tiêm. À, cũng có thể là như thế. Thì cái đấy là tâm lý của mỗi người. Vâng. Nó không quan trọng là ông tin tưởng, quan trọng là mình thấy là vaccine của Nga có thể tin tưởng được. Đấy. Tin mình không có lựa chọn nào khác. Ờ, đúng rồi, chẳng có sự lựa chọn nào khác. Tốt nhất là mình cứ tiêm. Tiêm nhưng sau khi tiêm xong mình vẫn cứ phải tiếp tục là giữ gìn phòng tránh. Giữ gìn phòng tránh. À, để nó hạn chế thôi, hạn chế. Bởi vì sao là những cái tác động của virus đối với mình là nó luôn luôn thường xuyên hàng ngày. Nhưng càng hạn chế được bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Rửa tay là một, đeo khẩu trang là hai đấy. Và hạn chế tuyệt đối là gì? Hạn chế tuyệt đối đến mức cố gắng là gì? Không rụi tay lên mắt, lên mặt đấy.
Đó. Bởi vì sao? Đấy là chính là cái cách mà mình đưa vi khuẩn có thể thâm nhập vào ở trong người đấy. Đó. Đó để hạn À thầy chế. ơi, thế có một số cái từ như là cách ly Cách ly là dạng garan là carantin đấy. Carantin, carantin carantine đấy. Carantin là cách ly. carantine Carantin. À carantin thì thực chất nó là cái từ cách ly, thế là người ta có từ isolation đấy. Isolation. Isolation là cũng là cách ly đấy. isolation Isolation là cách ly đấy. Đó. À mask là cái khẩu trang đấy, mask thôi khẩu trang chào đấy. Pierre lúc nào cũng Mask được là nhắc. cái pierchati đấy, pierchati. Pierchati. À gì gì nasit, nasit. À masku, masku đấy. Nasit masku. À i pierchati đấy. Nasit masku i pierchati. Mang găng tay rồi nhưng mà phải biết biết xử lý đấy. À gì? Đúng, Mang chứ găng không tay, phải găng tay thông thường sử găng tay sử dụng một lần đấy, nhưng có thể sử dụng một lần. À, mang găng tay và sau khi tháo găng tay ấy, thì là gì, mình phải lộn từ bên trong ra đấy, lộn từ bên trong ra và vứt bỏ găng tay luôn, chứ mình không có, mình lại cầm 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 một bên, tháo được một bên rồi còn bên ngoài lại cầm luôn vào cái bề ngoài của găng tay thì cũng bằng nhau luôn đấy. Đó, thế cho nên là người ta gọi là mang găng tay, nhưng mà mình còn phải được hướng dẫn là cách sử dụng găng tay như thế nào nó mới là tốt đấy. Spasibo vam, Desida nhé, dasvidaniya. paka, desida nhé.